Chiên á, thì mẫu này đang có sẵn ở cửa hàng bên em và hệ thống bên em Hai Chi Nhánh Sài Gòn, Hà Nội có thể là hỗ trợ các anh ship toàn quốc luôn nhé. Thì các anh yêu thích những phụ kiện xì gà độc lạ thì có thể là đăng ký vào kênh YouTube của em để có thể là theo dõi thêm nhiều video mà sắp tới em sẽ quay nhé. Cầm rất là vừa tay nha. Với cái mẫu bật lửa này nè, các anh mà chuyên sử dụng xì gà mà mình dùng tẩu mình hút thì mình nên mua ha, mình nên có một chiếc. Nó có nhiều công dụng lắm ha, thì mình mang mình tiện cho cái việc mang theo hoặc là các anh có thể là mua để tặng những cái đối tác quan trọng cũng rất là phù hợp nha. Đây ha, thiết kế rất là đẹp ha, bóng bẩy luôn các anh ha, này mặt trước nè, mặt sau nè, ở phía dưới này là cái nơi tiếp nhiên liệu cũng như là điều chỉnh da to nhỏ nè các anh ha. Rồi thì ở đây nó sẽ bao gồm cho mình 3 món ha. Thứ nhất là cái này ha. Cái này là cái xới tẩu các anh ha, ngay khi mà mình hút gần hết rồi mình có thể là dùng cái này để mình xới cái phần thuốc còn lại trong cái đầu tẩu để mình hút hết nha. Đấy là mình sẽ hút được hết cái đứa xì gà không bỏ phí ha. Rồi cái thứ hai là cái dao ha, dao cắt xì gà nha các anh ha. Rồi thiết kế ở đây nè, đó nó lượng sóng nó sẽ giúp cái độ sắc bén tăng lên nha. Thì mình có thể là gặp hai cái này xuống và chỉ đưa con dao lên thôi thì cái lực nó sẽ mạnh hơn nha các anh ha. Đây. Rồi kèm ở đây nó có một cái thông tắc xì gà nè các anh ha. Trường hợp của mình mà xì gà nó bị quá ẩm, nó bị tắc, các anh có thể dùng cái này để mình xới cái điếu xì gà hoặc là mình thông cái điếu xì gà để tránh để nó không phải tắc nữa ha. Rồi em test được lửa cho các anh xem luôn nhé. Nào, lửa vàng ha, lửa cong ha, mặc dù tay mình để như thế nào thì cái lửa nó cũng cong lên rất là đẹp nha, lửa mềm nha, dùng để chiên để hút tẩu nha các anh ha. Thì cũng làm từ cách nhiệt tốt ha, cho nên là mình có sờ vào đây cũng không có thấy nóng bỏng tay, kể cả mình có cò lâu nhé. Đấy thì các anh mà yêu thích mẫu bật lửa hút tẩu này thì có thể là gọi điện trực tiếp hay số điện thoại bên dưới video nhé, các bạn Zalo để cho bên em tư vấn hoặc là click vào link sản phẩm ha, em để phần bình luận cũng như mô tả video các anh nhé. Thì em xin cảm ơn các anh đã theo dõi video của em, các anh xem xong nhớ like và bình luận giúp em nhé. Thì em xin tạm biệt các anh và hẹn gặp lại các anh vào một video gần nhất nhé.